Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng đón xem chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Hôm nay thứ bảy ngày 18 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Khởi tố bắt tạm giam diễn viên hài Hữu Tín. CDC Lâm Đồng và hai bệnh viện ký với công ty Việt Á 16 gói thầu. Bị phạt tù vì kêu gọi người dân không tiêm vaccine COVID-19. Thanh tra Chính phủ tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dân Thủ Thiêm. Sau đây là những thông tin chi tiết của chương trình. Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cung cấp tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Hữu Tín 35 tuổi và Nguyễn Hoàng Phi 32 tuổi về tội tàn trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Hữu Tín là một diễn viên hài nổi tiếng bị phát hiện sử dụng ma túy tại một căn hộ chung cư vào ngày 11 tháng 6. Ngày 17 tháng 6, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận thanh tra chuyên đề về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo kết luận, công ty cổ phần Việt Á đã trúng 16 gói thầu và ký hợp đồng trị giá 35,1 tỷ đồng với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Lâm Đồng. Trong 16 gói thầu, công ty Việt Á giao dịch với CDC Lâm Đồng 7 gói thầu, giá trị 16,6 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nghiệm thu thanh toán 2 gói thầu, trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng ký 7 gói thầu. Ngày 17 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt hai bị cáo An Thị Mai Trâm, 61 tuổi và Nguyễn Trọng Bằng, 50 tuổi, đều trú tại Hà Nội, lần lượt 42 và 36 tháng tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2021, Hà Nội áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng thời điểm, thành phố triển khai các kế hoạch về xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Bà Trâm và ông Bằng bị cáo buộc tham gia phát các tờ rơi có in nội dung xuyên tạc, tuyên truyền sai lệch đường lối chủ trương của nhà nước về công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như tác dụng của vaccine. Chưa hết, các tờ rơi còn có nội dung kêu gọi người dân không chấp hành quy định giãn cách xã hội, không tiêm vaccine ngừa COVID-19, không chấp hành xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Thưa quý vị, chiều qua ngày 17 tháng 6, Thanh tra Chính phủ cùng các bộ ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và đối thoại với đại diện công dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh, quận 2 cũ, nay là thành phố Thủ Đức, liên quan đến quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Chủ trì buổi tiếp và đối thoại gồm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sĩ Bảy, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu. Trong chuyên mục nhận định hôm nay, chúng tôi xin được thuật lại bài viết Thanh tra Chính phủ tiếp tục ghi nhận ý kiến của người dân Thủ Thiêm của tác giả Lê Thoa Thanh Tuyền, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại buổi đối thoại, nhiều người dân nêu quan điểm mong cơ quan chức năng tiếp tục trả lời thông suốt về các vấn đề pháp lý xoay quanh quy hoạch và bản đồ gốc của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Hoàng Thăng Long, khu phố 5, phường An Khánh cho rằng, việc giải quyết phải dựa trên 3 lợi ích căn bản, lợi ích của nhà nước, người dân và chủ đầu tư kinh doanh bất động sản. Ông mong chính quyền sẽ tìm được điểm chung cùng phía người dân để chấm dứt khiếu kiện kéo dài. Bà Lê Thị The, phường Bình An bày tỏ mong muốn giải quyết nhanh vấn đề của khu đô thị mới Thủ Thiêm, đừng hứa hẹn mãi. Trao đổi với người dân Thủ Thiêm, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội đã chia sẻ với những bức xúc của bà con đang ngồi ở đây, người vắng mặt và cả những người đã khuất. Đây thực sự là điều mà chúng tôi tâm tư, ông Nhưỡng nói. Ông cũng chia sẻ vấn đề này với lãnh đạo các sở, ngành, thành phố của nhiệm kỳ này.
Vì như bà con nói đây là vấn đề trải qua 5 nhiệm kỳ rồi. Nếu nhiệm kỳ thứ nhất, thứ hai giải quyết xong thì lãnh đạo bây giờ không phải chịu vất vả, dẫn vào chỗ rất khó khăn khi xử lý vấn đề, ông Nhưỡng nêu. Theo ông Nhưỡng, ông đã thấy bà con còn nguyên niềm tin, mong đảng và cơ quan nhà nước giải quyết khách quan nhất, trung thực nhất vụ việc này. Bà con cũng nói rất hay, rằng điều quan trọng nhất là đảm bảo hài hòa giữa lợi ích người dân và nhà nước. Trong đó có doanh nghiệp đang đầu tư vào Thủ Thiêm. Bà con cũng sẵn sàng ủng hộ chính sách phát triển khu đô thị Thủ Thiêm nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung được văn minh hiện đại. Ông Nhưỡng nói và cho rằng đây là những đòi hỏi rất chính đáng, là ý kiến xác đáng, sâu sắc. Với vai trò là cơ quan thường trực tiếp dân của Quốc hội, tham mưu cho Quốc hội về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, Ban Dân nguyện đã ghi nhận đầy đủ và sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát vụ việc này đến khi giải quyết xong triệt để, ông Nhưỡng khẳng định, và mong bà con cố gắng chờ đợi, hợp tác với cơ quan nhà nước để làm sáng tỏ vấn đề này. Bản thân tôi còn một ngày làm việc vẫn tiếp tục hợp tác với bà con trong khả năng cá nhân, ông Nhưỡng chia sẻ thêm. Phát biểu kết luận buổi đối thoại, ông Lê Sĩ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, bà con bức xúc là đúng nhưng mong bà con chia sẻ vì vừa qua thành phố Hồ Chí Minh có những thay đổi về nhân sự lãnh đạo. Sự việc của bà con nói có vẻ rất ngắn gọn nhưng để khẳng định và kết luận có căn cứ pháp lý thì phải có thời gian. Ông Bảy nhìn nhận các nội dung người dân ý kiến đều xung quanh quy hoạch và bản đồ. Nội dung nêu trên đều đã được Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành trả lời. Tuy nhiên, cơ quan thực thi cuối cùng vẫn là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ông đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở các văn bản pháp luật có trả lời cho người dân, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ ghi nhận các ý kiến của người dân. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho biết, vừa qua thành phố có nhiều cuộc họp bàn liên quan làm sao để cho quyền lợi của bà con được đảm bảo nhiều nhất, tốt nhất. Thành phố cũng đã nghiên cứu các quy định pháp luật, các chính sách đã thực hiện trước đây, các bất cập trong đó và kể cả quyền lợi của người dân. Theo ông Châu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra 3 nhóm nội dung để nghiên cứu, gồm thời điểm, chế độ hỗ trợ và những bất cập. Làm sao để bổ sung vào các chính sách đảm bảo quyền lợi của người dân. Tới đây, thành phố sẽ ghi nhận thêm ý kiến của bộ ngành để có quyết định chính thức về chính sách này và thực hiện ở từng trường hợp cụ thể. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục nhận định hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục ý kiến bạn đọc. Ứng dụng Tân Thanh đạt tới không độ, tăng liền cấp bậc anh đúng như tiên dưới tiên. Bước đến không độ sao? Hay ứng dụng chỉ vậy sao đi? Căng thẳng mệt mỏi phải làm sao đây? Hãy uống ngay trà xanh không độ, được làm từ trà thái nguyên giàu BCCC và vitamin C. Sảng khoái tìm đường khác để chiếu cùng nhau. Có trà xanh không độ không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Ứng dụng Tân Thanh đạt tới không độ, tăng liền cấp bậc anh đúng như tiên dưới tiên. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 17 tháng 6 mà chúng tôi vừa cập nhật. Tại buổi xin lỗi công khai vào sáng ngày 17 tháng 6, Cơ quan Điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tỉnh Bình Thuận đã nhìn nhận đầy đủ những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ gây ra và mong muốn gia đình người bị oan tha thứ chấp nhận lời xin lỗi. Bài viết Công an tỉnh Bình Thuận chính thức xin lỗi công khai người bị oan trong kỳ án giết người 41 năm trước được đăng tải trên fanpage của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận về nhiều bình luận của bạn đọc như: "Theo tôi lời xin lỗi thôi là chưa đủ, cần phải bồi thường thỏa đáng." Một số bình luận khác chia sẻ rằng qua việc trên mong pháp luật mình phán quyết kỹ hơn. Ngày 17 tháng 6, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, Phú Yên cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Văn Toàn, 37 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, về tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Bài viết bắt kẻ cho vay cắt cổ rồi xiết nhà con nợ được đăng tải trên plo.vn đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc như: "Những đối tượng này bắt là đúng." Ngoài ra còn một số ý kiến khác như: "Tôi tin vào pháp luật Việt Nam." Hoan hô mấy anh công an Việt Nam. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay, ngày 18 tháng 6 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây.
Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.